chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một trong những cái bài thuốc dân gian, gian trị các cái loại dung này sáng rất là hiệu quả nha các bạn trong đó có các cái loại dung đũa này dung móc dung kim này và bệnh sáng chó nha các bạn đó có thể nói gì trong kênh phước Hoa trần mình có đang rất là nhiều các cái video để trị cái bệnh này và nó rất là khó chịu nha ở trong kênh mình có đang có cái video như ví dụ như dùng lá cây rau thăng cây rau sam này hoặc là chữa bệnh sáng chó bằng lá đu đủ này hoặc là chữa dung sáng chó bằng cái cây nghĩa răm nha các bạn đó nhưng mà tùy cơ địa của mỗi người nếu như mà khi các bạn áp dụng một trong những cái cây thuốc như mình nói đó có cây thì sát uống có loại thì à, xay ra như sinh tố để uống nước vào buổi sáng nha các bạn mà nếu không hiệu quả đó thì đây là một cái bài thuốc rất là mạnh nha đó có thể nói rằng là nó cũng là bài thuốc dân gian, gian trị tất cả các loại dung sáng kể cả sáng chó nếu như những cái bài thuốc khác các bạn áp dụng không thành công thì hãy áp dụng bài này đó cái bài thuốc mình đang nói và cái hình ảnh mình quay trên cái màn hình các bạn thấy rất là quen thuộc đó là cây cao nha đó, cây cao ngoài cái uh, cho cái cảnh quan đẹp, lợi ích về kinh tế tuyệt vời. Đối với mọi người trong đó đặc biệt là những người nông dân ở à, nông thôn như mình nha. Thì uh, nếu biết sử dụng cái hạt của nó, đúng bài bản sẽ cho ra một bài thuốc cực kỳ hiệu quả. Cái uh, bài thuốc hôm nay mình nói đó là dùng từ cái uh, quả cao này nha các bạn. Đó, và cái uh, cây cao mà có tính chất hoặc là cái dược liệu rất là cao thì các bạn lấy cái uh, cái quả và hạt của cây cao truyền thống nha tức là loại cao ăn trầu đó đó trên tay mình cầm một cái quả cao nó cũng hơi non một tí nha đó mình đã bổ ra bổ đầu như thế này và tách ra một cái hạt của nó nó còn non nha các bạn cho nên nó có cái màu hồng hồng như thế này cái cách làm thuốc á, là chúng ta chọn cái những cái quả cao đã già nha thì cái tính dược liệu nó sẽ cao hơn cách làm đơn giản các bạn có thể lấy một cái buồng hoặc một một ít cái quả cầu già trong vườn á rồi chúng ta đem về tách lấy riêng cái hạt ra cho mình như thế này đó rồi chúng ta bổ đầu ra các bạn thấy không sau đó là các bạn đem phơi cho thật khô đi bài thuốc rất là đơn giản như thế này thôi và mọi người nếu áp dụng những bài thuốc khác không bớt thì các bạn hãy dùng bài này nha cách một chúng ta dùng 30 g hạt cao đã khô thế này nha các bạn 30 g hạt cao xét lấy nước nha cứ một buổi sáng dậy khi bụng còn đói đó chúng ta xét với nước ví dụ như cả một chén hai chén hoặc hơn hai chén nước ở đây chúng ta xét còn một chén xong các bạn lấy cái hạt bí ngô cái hạt bí ngô bí đỏ nha các bạn chúng ta có thể rang nhẹ nó lên sau khi chúng ta đã phơi khô nha các bạn nghiền cho mình thành bột cũng 30 mươi gram nha tức là 30 mươi gram hạt cau già đó cái hạt cao này nha 30 mươi gram hạt bí đỏ à, rang nhẹ đi rồi nghiền thành bột nha rồi chúng ta lấy cái bột hạt bí đỏ đó đã nghiền thành bột đó cho vào cái ly nước mà chúng ta đã xét cái hạt cao đó nha rồi các bạn khuấy đều uống vào buổi sáng cứ mỗi ngày uống một lần như thế nha các bạn vào buổi sáng sớm á hoặc là cũng có khi vào buổi chiều tối sau mình ăn cơm mà đi chừng lúc đi ngủ cái bụng nó đau hơi đói rồi đó thì chúng ta uống cũng được nhưng mà thường buổi sáng thức dậy thì nó đói hơn rồi các bạn uống cho mình một liều như thế đó là cách thứ nhất cách thứ hai là dùng 20g hạt cao khô như thế này nha các bạn bài thứ hai đó là 20g hạt cao khô này 12g vỏ lựu nha và 12g hạt bí bí ngô bí đỏ nha các bạn rồi xét với nước uống vào lúc đói cũng trị tất cả các loại Dung sáng như mình nói trong đó có sang chó nó đặc biệt hiệu quả và nếu như các bạn nên áp dụng bài 1 hoặc cái bài 2 hai. hai cách đều như nhau và cách thứ ba đó thì để điều trị những cái loại dung sáng có cái, cái 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 nhỏ hơn đó một bài thuốc rất là dễ áp dụng nha các bạn nếu như mà À, sau khi dùng các cái bài thuốc khác như mình nói đó từ ví dụ như lá đu đủ, đủ này rau sam này rồi nghĩa ram này mà không hiệu quả thì các bạn áp dụng như cái video mình nói này cứ mỗi liệu trình các bạn áp dụng cho mình khoảng 2 đến 3 ngày hai ba lần uống như thế thôi chứ không có nhiều lắm nha các bạn nhưng mà nếu như các cái triệu chứng mà như ví dụ như đầy hơi đau bụng rồi khó tiêu các thứ đó, do dùng sáng gây ra mà chưa giảm thì các bạn áp dụng thêm một liệu trình nữa tức là khoảng 3 ngày nữa. Nếu nó hiệu quả nha thì chỉ trong vòng đến ngày thứ bảy thôi là chúng ta thấy đã nhẹ nhàng rồi. Đó, những cái triệu chứng khác như là gây ngứa ngoài da đặc biệt với sang chó nha. Rồi cái trướng bụng này, đầy hơi này, đau bụng này, khó tiêu này. Nó hiệu quả là nó sẽ giảm nha các bạn. À, đặc biệt hơn là nếu như sau khi chúng ta áp dụng mấy liệu trình như thế thì có điều kiện á thì các bạn đi xét nghiệm lại để xem là nó nó hiệu quả như thế nào nha các bạn. Đây là một bài thuốc cực kỳ hay. Mọi người nhớ lưu cái video này áp dụng nha. Cây thuốc dân gian, gian thì nó hay một cái là khi nó hợp cơ địa thì nó bớt rất là nhanh, hiệu quả rất là cao nha các bạn. Đó. Còn khi không hợp cơ địa thì thì chúng ta có thể dễ dàng tìm bài thuốc khác bởi vì mỗi cái cây, mỗi cái bài thuốc nó có cái công dụng riêng nha các bạn. Và hơn nữa là nó đều rất là dễ tìm. Đó Mọi người xem cái video này là cố gắng áp dụng nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đồng hành cùng kênh Phước Hoa Trần của mình Chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của mình